Chào các bạn và đã quay lại với kênh Chào JB Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loại mì, đó là mì miso. Miso ở Hokkaido. Mình rất là thích ăn vị, mình khi mà mình đến Nhật á, mình rất là thích ăn vị miso. Nên cái loại mì này á, mà ở đây đặc biệt á, là ghi là miso ở Hokkaido á, nên thành ra mình không biết là có khác với những loại trước của mình ăn hay không, nên thành ra mình sẽ ăn thử loại mì này để giúp ra cảm nhận của mình gửi đến các bạn. Đó. Đầu tiên thì ở đây có ghi hướng dẫn sử dụng. Ở đây trong trong cái phần trong cái gói này là có mì và có một nước súp thì ở đây là ghi là luộc, mình bắt nước lên mình luộc trong vòng 2 đến 3 phút. Nước thì bình lượng nước là 270 g cc và mình cho nước súp vô. Cho khi mà luộc xong thì mình lấy ra mình bỏ vô gỗ sau đó thì mình bỏ mì vô. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đây, bên đây á, thì mình có chuẩn bị những món để ăn kèm với mì. Các bạn cùng nấu mì với mình nha. Bây giờ mình mở ra nha. Mì này á, là dạng mì tươi với mấy bạn. Bên dưới của nó là có súp nữa, có súp. Okay. Cái đây một một bịch như vậy á, là nó là có gồm có hai phần ăn, hai gồm được hai người ăn. Hôm nay á, mình sẽ ăn chung với anh xã nhà mình á, nó thành ra mình một lần. Bây giờ mình bắt đầu cho mì vào nha. Hồi nãy á, trong hướng dẫn sử dụng á, thì có ghi là từ 2 phút tới 3 phút. Đó, mình bỏ mì vô mình cho quậy. Đó, từ 2 phút tới 3 phút là hình ra mình là bấm 3 phút. Mày bữa nay mình phải nhớ cân thời gian với lại mình phải nhớ quậy đều nha mấy bạn. Bây giờ mình cắt nước sốt nha. Bỏ vô tô. Đây cái màu của miso nè mấy bạn. Miso cũng mình thấy bên giống bên mình nhá, giống như là tương hột bên mình vậy đó. Là mình luộc tới thời gian rồi đó, nên mình cho ra rổ. Đây là ở đây đó là 270 cc, nên ra mình cho nó đậm đà chút xíu, mình cho là 250 cc thôi. Chế không? Bây giờ mình quậy lên. Bây giờ mình cho mì mới luộc vào nha. Đó, nấu một lần hai tô thì phải chia mì cho đều, không cho không đều chia mì mà không đều á, mất công ổng phân bì. Chật. Đó, bây giờ là mình đã nấu xong với phần mì đó. Bây giờ mình có chuẩn bị thêm những món ăn kèm. Miso. Miso. Mình có chuẩn bị trứng trứng hồng đào ấy bạn. Với xúc xích trứng với xúc xích với đây là đậu bắp. Đậu bắp này là ba chồng mình trồng á. Còn đây là da gà, da gà mình xào với củ hành. Củ hành với giá.
Bây giờ mình trộn lên nha. Bây giờ mình bắt đầu ăn nha. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Ini ơi. Miso. Miso. Là mình hấp miếng thật miếng nước trước nha. No no no. Vị ngon ghê. Nên cả chút tốt tốt của bệnh trừ Aji đấy nè. Như xua gì? Fujino miso Aji chút tốt chỉ gạo đấy nè. Cái này mà phải chỉ có thì miếng ớt của Việt Nam mình nó vừa cay cay á, chắc ăn đã lắm nè. No 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 no. Đây là do gà mấy bạn. Do gà mình thấy không? Vừa rẻ mà vừa ngon nữa. Mình có thể ăn vừa gà, do gà. Vừa ghẻ vừa ngon mà vừa đẹp da nữa. Trứng hồng đào luộc á, luộc trứng hồng đào ăn ngon ghê. Ôi chi. Ôi chi. Giá cả nè các bạn. Lúc mà ở Việt Nam á là ngoài chợ đâu có bán là mà da gà không đâu, nên muốn ăn da gà thì phải mua luôn thịt gà đó. Mua thịt gà về á, lúc nào mẹ mình làm món ăn á thì lúc nào cũng là mình làm chị trong nhà, mình là chị, mình có một bé em á, nó cũng thích ăn da gà lắm. Mỗi lần mà mẹ đi chợ mua gà về mà mẹ làm món ăn cho hai chị em ăn á, là lúc nào mình cũng bị ăn hết da gà hết trơn. Mình không có được ăn da gà, là làm chị mà phải nhường cho em, nên do lúc nào cũng bị nấu như vậy á, nên đâu có được ăn da gà đâu, mặc dù rất là thích. Thích ăn da gà lắm, nhưng mà ít khi nào mà được ăn lắm. Qua đây nè, rồi đi lấy chồng á, xong rồi cái qua đây. Qua Nhật đi thấy trong siêu thị bán da gà mừng quá trời luôn. Vừa lại rẻ nữa mà vừa ngon nữa. Thôi ơi nè. Trời ngon quá, anh ăn lẹ ghê luôn. Ừ.
này mà có thêm ớt của Việt Nam mà sắc khoanh nữa, nó hết sảy luôn. Ăn giống như hủ tiếu mình nó sắc khoanh giống như ăn hủ tiếu vậy, là hết sảy. Ở bên đây á, là ba chồng của mình á, thích là người Việt Nam thích ăn ớt, thích ăn cay á, nên là ba chồng mình có làm rẫy á, có trồng ớt cho mình ăn. Mà tội nghiệp lắm, trồng ớt thích mà nói là mình thích, thành ra trồng trồng quá chừng luôn. Mà ớt á, mà sao mà mình thấy ớt ở Nhật nó không cay bằng ớt Việt Nam mình đâu nha. Hơi cay chút xíu à. Nhưng mà ta thấy tội ba, mà ba chồng mình trồng á, chủ yếu là để cho mình ăn, thành ra trồng cố gắng trồng quá chừng luôn. Mình học thấy không có giống Việt Nam, nhưng mà mình cũng nói là ngon ngon lắm, cho ba chồng vui. Mình thích ăn da gà nên thành ra mỗi lần mà đi siêu thị á, mỗi lần mà gặp da gà cái mình mừng lắm, có bao nhiêu là mình gom bấy nhiêu. Mà nghe mẹ chồng mình nói á, là Nhật có người, họ có nhiều người không thích ăn da gà, nhiều khi mua thịt thịt đùi của gà đó có dính da gà trong đó đó, họ cũng cắt bỏ đi chứ họ không ăn. Đó là lý do tại sao da gà rẻ á. Kệ, ai không ăn thì mình ăn. Người ta không ăn á, thằng gà da nó mới rẻ để cho mình ăn. Cái nướng này ngon quá mấy bạn. Cái vị cũng là vị miso á, là mà miso mình thấy giống tương của Việt Nam, mà tại sao mà mình không thấy Việt Nam mình có tương hột mà sao không thấy miso hả? Hồi lúc trước mình thèm ăn gỏi cuốn á, nhưng mà không có tương hột á, cái mình làm miso. Mình xô miso cái mình pha thêm miếng đường, miếng chanh vô á, miếng nước vô. Pha cho vị 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 vừa ăn á, mình thấy cũng giống giống tương mà chấm 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 gỏi cuốn ở mình ra luôn á. Ăn mì giờ nóng hổi, vừa thổi mình vừa ăn cái mình đổ mồ hôi quá trời. Kênh YouTube của mình nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.